Chào bà con, trong video này, Lam Dược Nguyễn Thi, công ty Thảo Dược số 1 xin chia sẻ và giới thiệu đến bà con một cây thuốc có tác dụng hỗ trợ và điều trị bệnh tiểu đường. Có tác dụng giảm béo rất tốt vì cây thuốc có tên gọi là cây giả cổ lam. Giả cổ lam là một vị cây thuốc quý được ví như nhân sâm. Giả cổ lam có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Một trong những tác dụng quý của cây giả cổ lam đó là hỗ trợ và điều trị bệnh tiểu đường, bệnh huyết áp và nhiều tác dụng khác. Thì trong cái video này, tôi mời bà con cùng tôi đi tìm hiểu kỹ hơn về loại cây thuốc này, xem là cây thuốc này là cây thuốc gì và dùng nó ra sao, cách dùng như thế nào. Mời bà con cùng theo dõi. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Lam Dược Nguyễn Thi, kênh thông tin cung cấp các kiến thức bổ ích giúp bảo vệ sức khỏe gia đình bạn hàng ngày. Trước tiên thì tôi giới thiệu qua đến bà con thì thế giới nói gì về tác dụng của cây trà giả cổ lam. Giả cổ lam còn có tên gọi khác là cây trường sinh, cỏ thần kỳ. Và lần đầu tiên được ghi trong sách cổ Long Chính Toàn Thư quyển hạ là 1639. Từ xa xưa, giả cổ lam được sử dụng cho vua chúa để tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và làm đẹp. Người Trung Quốc từ lâu xem cây thuốc này như cây trường sinh. Bởi lẽ người dân ở tỉnh Quý Châu uống trà giả cổ lam thường xuyên thì họ sống rất là thọ. Ngoài ra thì có người Nhật từ xa xưa cũng biết và sử dụng cây giả cổ lam để làm trà, tăng cường sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Như vậy, rõ ràng giả cổ lam là một loại dược liệu quý hiếm đã được nhiều nước công nhận. Ngoài ra, cây giả cổ lam được phát hiện và sử dụng lần đầu ở Nhật Bản với cái tên gọi khác là trường sinh. Ở Trung Quốc còn gọi là Yavulan, cây sâm nam. Các nhà khoa học Trung Quốc, Nhật Bản khi nghiên cứu về cây thuốc này đã rất ngạc nhiên về những lợi ích của cây thuốc này mang lại cho sức khỏe con người. Vậy thì Việt Nam cũng có công nhận tác dụng đặc biệt đối với sức khỏe của cây giả cổ lam. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát hiện cây giả cổ lam ở vùng núi Phan Xipang, Sapa, tỉnh Lào Cai, vùng núi Đá Vôi của tỉnh Hòa Bình và xác định đúng là cây giả cổ lam. Và qua nghiên cứu cho thấy giả cổ lam Việt Nam có chất lượng tương đương với giả cổ lam Nhật Bản và Trung Quốc. Và đặc biệt các nhà khoa học đã phát hiện ở giả cổ lam ở vùng núi Đá Vôi tỉnh Hòa Bình chính là loại giả cổ lam năm lá, hay nhiều nơi khác còn gọi là ngũ diệp sâm. Đây được coi là loại giả cổ lam rất quý hiếm mà các cái quốc gia khác như Nhật Bản, Trung Quốc đặc biệt ưa chuộng. Tôi xin liệt kê một số cái công dụng chính của cây giả cổ lam. Công dụng chính của giả cổ lam đó là giảm béo hiệu quả này, đặc biệt tiêu mỡ thừa ở bụng, đùi, hạ mỡ máu, hạ cholesterol toàn phần, tạo giấc ngủ ngon khi căng thẳng, suy nhược thần kinh, mệt mỏi, bảo vệ tế bào gan bằng cách tăng cường thải độc cho gan và tái tạo tế bào gan, hạ và ổn định huyết áp, ngăn ngừa các cái bệnh về tim mạch, ngăn ngừa các cái nguy cơ tai biến mạch máu não, giảm đường huyết và ngăn ngừa các cái biến chứng của bệnh tiểu đường. Dùng cho bệnh nhân tiểu đường type 2 rất là tốt, tăng khả năng miễn dịch, giảm quá trình lão hóa, có thể uống giả cổ lam để làm đẹp rất là tốt. Sự thật, khoa học đã nghiên cứu và thừa nhận rằng trong giả cổ lam có chất sapolin rất giống với nhân sâm và có tới 80 loại, nhân sâm chỉ có 20 loại. Giả cổ lam có những cái tác dụng chính như giúp bình ổn huyết áp này, chống kết tụ tiểu cầu, làm tan huyết khối, ngăn ngừa xơ vữa mạch, các cái tai biến về tim mạch, lão, chống lão hóa, ngăn ngừa stress, giúp ăn ngon miệng, ngủ ngon giấc, ngăn ngừa ung thư lão, phổi, dạ dày, thận, vú, tử cung, tuyến tiền liệt, tuyến giáp. Ngoài ra, giả cổ lam còn giúp các cái bệnh nhân sau khi phẫu thuật chiếu tia xạ, truyền hóa chất, ăn ngủ tốt, mau phục hồi sức khỏe. Thứ hai là làm giảm đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường, giúp giảm các cái biến chứng do bệnh tiểu đường gây ra. Thứ ba, làm tăng miễn dịch của cơ thể, giúp bảo vệ gan khỏi các cái tác hại của hóa chất như bia, rượu, điều trị các cái trường hợp như viêm phế quản mãn tính, mất ngủ, béo phì. Vậy thì giả cổ lam là một cây thuốc trường sinh, kéo dài tuổi thọ. Tại sao lại như vậy? Người ta nhận thấy rằng những người dân ở vùng núi cao thuộc tỉnh Quý Châu, Trung Quốc thường xuyên uống cây này và họ thường sống thọ trên 100 tuổi. Và các nghiên cứu y dược học hiện đại cũng đã chứng minh rằng tác dụng sinh học quý của dược liệu giả cổ lam có một số lợi ích điển hình. Vậy thì ở Việt Nam thì có các cái công trình nghiên cứu về giả cổ lam như thế nào và kết quả ra sao? Thì theo ghi nhận của chúng tôi, từ thực tế sử dụng và qua hàng triệu người cho thấy giả cổ lam có thể giúp hạ huyết áp tốt. Có các cái trường hợp huyết áp từ 180 còn 120, hạ đường huyết từ 12 mm trên lít xuống còn 6 mm trên lít.
hoặc có thể giảm từ 5 đến 6kg đối với những người béo phì. Các nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng các cái chất sapolin trong giả cổ lam làm tăng sức mạnh và độ bền vững trong hoạt động cơ thể. Qua các công trình khoa học, nghiên cứu của thế giới và nước ta thì chúng ta thấy rằng nguồn dược liệu của nước ta rất đa dạng và phong phú. Cây giả cổ lam là một ví dụ điển hình. Kết quả đáng mừng trên đã giúp giải tỏa nỗi lo hàng nghìn bệnh nhân tiểu đường, bệnh tim mạch và người béo phì. Và nếu xét về khía cạnh kinh tế thì giả cổ lam giúp giải bài toán kinh tế. Nếu so sánh rằng việc sử dụng giả cổ lam với việc sử dụng các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng, chủ yếu là các loại thuốc ngoại, bạn sẽ nhận thấy hiệu quả kinh tế rõ rệt khi sử dụng trà giả cổ lam. Một lọ thực phẩm chức năng dùng cho bệnh nhân tiểu đường hiện nay có giá khoảng 2 triệu đồng, sử dụng trong vòng 1 tháng. Và nếu so sánh với việc dùng trà giả cổ lam thì bạn chỉ cần bỏ ra 200 đến 500 nghìn đồng trên 1 tháng, bạn đã nhận thấy được các cái giá trị của điều đó. Trà giả cổ lam có nhiều công dụng như vậy. Khi sử dụng có gây ra tác dụng phụ hay không, có an toàn khi sử dụng hay không, thì trà giả cổ lam của chúng tôi được thu hái từ tỉnh Hòa Bình, được khai thác tự nhiên ở các cái vùng núi, dãy núi đá vôi của tỉnh Hòa Bình, có độ an toàn khi sử dụng rất là cao, 100% là tự nhiên, sạch và không hề có bất cứ một loại hóa chất, một loại phân bón nào, thuốc bảo vệ thực vật nào. Bởi vậy, giả cổ lam được đơn vị chúng tôi cung cấp đã chiếm trọn niềm tin của người tiêu dùng trong cả trong nước và ngoài nước trong thời gian vừa qua. Như vậy, tôi cùng bà con cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết về cây giả cổ lam và đặc biệt là loại giả cổ lam lâm lá Hòa Bình. Và nếu bà con có quan tâm hoặc có nhu cầu sử dụng cây giả cổ lam Hòa Bình lâm lá thì có thể liên hệ với Lam Dược Nguyễn Thi, công ty thảo dược số 1 chúng tôi qua số điện thoại 0982 957 282. Chúc bà con có một sức khỏe tốt. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.